Thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Chuyện Làng Quê. Xin mời các bạn nghe tiếp Chuyện Tình Của Biển của tác giả Thạch Anh. Hôm nay mời các bạn nghe chương 17 có nhan đề Có Qua Có Lại. Tuy rằng Khánh Linh chuyển tới trường chưa được bao lâu, nhưng cô đã nhanh chóng trở thành học sinh có điểm số cao nhất khối 11. Ba Thành rất vui mừng vì thành tích học tập của con gái. Ông quyết định thưởng cho cả nhà một chuyến du lịch vào dịp nghỉ hè. Chỉ có điều, chuyến du lịch này lại trùng với kế hoạch tới thăm nhà của Hải An, lớp 11B2. Khánh Linh chưa từng nói với ba Thành về chuyến đi này. Hơn nữa, chuẩn bị lên lớp 12 nên lịch học hè của Khánh Linh cũng như các bạn khá dày đặc. Cô chỉ có thể lựa chọn một trong hai chuyến đi mà thôi. Khánh Linh suy nghĩ một hồi rồi nói với ba Thành: "Ba ơi, con không cùng đi với nhà mình có được không?" Ba Thành ngạc nhiên: "Có chuyện gì sao?" Khánh Linh kể cho ba nghe về kế hoạch của lớp. Cô cũng cho ông xem mấy thùng sách thiếu nhi mà cô quyên góp được cho trẻ em trên đảo. Ba Thành mỉm cười: "Ồ, vậy thì con đi với các bạn cùng lớp đi. Chẳng mấy khi tổ chức được như vậy đâu." Khánh Linh khẽ gật đầu: "Con cảm ơn ba." Như nghĩ ra điều gì, ba Thành vội lên tiếng: "Con nghĩ sao nếu ba gửi giấy và màu vẽ cho các bạn nhỏ?" Khánh Linh mừng rỡ, cô thơm vào má ba Thành rồi nói: "Ba của con là tuyệt nhất." Ba Thành bật cười: "Có con gái lớn là như vậy đó." Khánh Linh bắt đầu nghĩ thay cho Hải An rồi. Vừa đặt chân tới đảo nơi Hải An sinh ra và lớn lên, Khánh Linh lập tức bị ấn tượng khi thấy chạy dọc theo những bãi cát ven biển là một loại cây thân thảo có những bông hoa màu tím, những bông hoa nhỏ rung rinh trong gió ấy như rực rỡ hơn dưới ánh nắng mặt trời. Hải An nhìn theo Khánh Linh rồi nói: "Đó là rau muống biển." Khánh Linh nghe vậy liền hỏi: "Cây này có ăn được giống như rau muống trên đất liền không?" Hải An bật cười: "Chỉ có cho thỏ ăn thôi. Rau này chúng tôi trồng để phủ xanh cho đảo." Dứt lời, Hải An chỉ tay vào những rặng dừa gần đó: "Ở đây chỉ có dừa và muống biển là sinh trưởng tốt." Khánh Linh ngạc nhiên: "Còn mấy loại rau khác thì sao?" Hải An mỉm cười: "Thường do các thương lái mang tới. Chúng tôi bán cá cho họ, họ bán rau, bán thịt và các nhu yếu phẩm khác cho chúng tôi." Khánh Linh nhìn Hải An rồi nói: "Ở đây thời tiết cũng dễ chịu mà, chỉ có điều là chất đất không tốt. Lần tới bọn mình thử đem đất lên trồng cây xem sao, trồng trong bồn thôi." Đám Kim Chi và Mạnh Toàn nghe vậy liền ngoác miệng cười: "Khánh Linh đang tính định cư trên đảo luôn hay sao?" Thầy Sơn cười thành tiếng: "Hải An nó chưa có nói hết đâu, cậu ta đang có một vườn rau thủy canh đấy." Hải An khẽ gật đầu, vô thức cầm tay Khánh Linh: "Đi, tôi dẫn cậu tới nhà tôi xem rau xanh." Nhật Minh nhìn theo hai người bọn họ, trong lòng có chút khó chịu. Từ lúc cậu lên đảo, cậu không nói lời nào. Các thành viên khác trong lớp đều bận việc riêng nên không tới. Chỉ có cậu, Mạnh Toàn, Kim Chi, Khánh Linh, Quốc Trường, thầy Sơn và cả em gái của thầy là bé Nhím mà thôi. Thấy Nhật Minh lầm lì ít nói, bé Nhím chạy tới kéo tay Nhật Minh: "Có phải anh mang đồ nặng quá hay không? Anh nhờ anh Hải An giúp cho. Anh ấy hình như không biết nặng đâu, đeo hai cái túi to đùng rồi mà còn dắt tay chị Khánh Linh nữa." Nhật Minh bật cười: "Không cần đâu, Hải An chắc chắn đang lần lần như bay tận chín tầng mây." Thấy cái mặt cậu ta hớn hở lúc ra đón đoàn từ trên tàu xuống, Nhật Minh đã thấy không thoải mái rồi. "Cậu ta có cần phải toét cái miệng ra như vậy không? Rồi được cả Khánh Linh nữa. Trên đảo có cái gì vui mà mắt cứ sáng lên, nhìn hết chỗ này tới chỗ khác." Nhật Minh biết bản thân chẳng có chút hy vọng nào, nhưng con người mà, ai chẳng biết ghen. Hơn nữa, tình cảm của cậu đã ấp ủ bao lâu như vậy? Nghĩ tới đây, Nhật Minh liền thở dài. Nhím quan sát Nhật Minh rồi đưa ba lô của mình ra trước mặt: "Để em giúp anh bỏ bớt sách vào đây." Nhật Minh mỉm cười lấy tay xoa đầu Nhím: "Em đi bộ theo kịp anh là giỏi rồi, có mệt thì đưa đồ đây anh cầm hộ cho." Nhím lắc đầu: "Em tự mang được, anh Sơn không cho em nhờ người khác đâu." Nhật Minh đưa tay cầm lấy ba lô của Nhím:
Em còn nhỏ, nhờ người khác một chút cũng không sao đâu. Nhiếm vội lắc đầu, cô bé cười tới híp cả mắt. Em học lớp 2 rồi đó, không có nhỏ lắm đâu. Nói xong, cô bé liền chạy đuổi theo anh trai mình khẽ thì thầm. Anh hai, em thích anh Nhật Minh đó. Thầy Sơn há hốc miệng giống như bị trúng gió. Không phải hôm trước còn nói thích Hải An à? Nhiếm liếc mắt về phía Hải An và Khánh Linh. Có chị Khánh Linh tới đây, anh Hải An chẳng nhìn thấy Nhiếm nữa. Nhiếm nhìn anh trai mình rồi nói tiếp. Anh thích chị Kim Chi, sao không mang đồ hộ chị ấy? Anh không thấy Hải An chỉ cho chị Khánh Linh đeo một cái túi bé tẹo à? Thầy Sơn cười thành tiếng. Em như bậc cụ á, cứ để chị Kim Chi mang đồ đi, luyện tập một chút cho khỏe người cũng tốt. Mà anh cấm em nói năng linh tinh đấy nha. Nhiếm liền đưa ngón tay lên môi để ra dấu. Anh cũng vậy nha. Thầy Sơn gật đầu rồi nói nhỏ, yên tâm. Sau khi ghé qua nhà của Hải An, cả nhóm liền mang sách báo quyên góp được tới nhà cụ dưỡng ở gần đó. Hải An đã từng tới để xin ý kiến cụ về việc đặt thư viện cho các em nhỏ trên đảo tại đây. Trước kia, cậu định lấy phòng khách của nhà mình làm thư viện, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, để thư viện ở nhà cụ dưỡng có lẽ sẽ ý nghĩa hơn. Cụ chỉ có duy nhất một con trai là anh lính hải quân, nhưng chú ấy đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. Chồng của cụ lại mất cách đây mấy năm. Thương cụ sống lủi thủi một mình, người dân quanh đó dù chẳng phải khá giả gì cũng thi thoảng ghé qua thăm cụ, mang cho cụ chút quà. Có khi là cái bánh mới làm, có lúc lại là chén rau câu mới nấu. Hải An muốn thư viện nhỏ trên đảo không chỉ đem lại niềm vui cho các em nhỏ mà còn mang tới niềm vui cho cả cụ dưỡng. Vì hằng ngày có tiếng trẻ nô đùa, chắc hẳn cụ cũng đỡ buồn. Vài ngày trước, Hải An đã tới nhà cụ dưỡng để đóng giá sách. Cụ thấy vậy vui lắm, cứ hỏi mãi về chuyện khi nào các bạn trong lớp cậu mới tới, khi nào trẻ con trên đảo có sách để đọc. Hải An khi nghe cụ hỏi vậy liền mỉm cười. Cháu chỉ sợ mấy đứa ầm ĩ quá, cụ lại không chịu được ấy chứ. Cụ dưỡng lấy tay cốc nhẹ vào đầu Hải An. Chà bố anh, tôi mong còn không được ấy chứ. Anh chẳng khác gì thằng Trung nhà này, cứ lầm lầm lì lì vậy mà luôn nghĩ cho người khác. Chẳng mấy chốc, đám sách báo đã được phân loại và xếp lên từng kệ sách. Các bạn nhỏ có thể đọc sách ngay tại thư viện hoặc mượn về nhà, nhưng không được giữ một quyển quá một tuần để các bạn khác còn đọc. Khánh Linh cùng Kim Chi hướng dẫn cho các em bé ở đó cách ghi chép vào sổ. Cô chỉ rõ cột nào ghi tên người mượn, cột nào ghi ngày mượn, ngày trả để tiện theo dõi. Cụ dưỡng nhìn theo Khánh Linh rồi mỉm cười. Cụ hít nhẹ vào cánh tay Hải An. Cô bé xinh thật đó. Ánh mắt Hải An không rời khỏi Khánh Linh. Cậu ấy còn học rất giỏi nữa bà. Cụ dưỡng cười lớn. Còn rất tốt tính nữa đúng không? Hải An ngạc nhiên. Sao cụ biết? Cụ dưỡng bật cười. Nếu không tốt tính, cô bé ấy đã chẳng tới đây. Nói xong, cụ đi tới chỗ Khánh Linh. Sau này Khánh Linh làm dâu trên đảo rồi thì tới thăm cụ thường xuyên nha. Khánh Linh cầm tay cụ mỉm cười. Cháu hứa sau này sẽ tới thăm cụ nhiều lần nữa, còn chuyện làm dâu thì cháu không có biết đâu. Cụ dưỡng mỉm cười. Cụ chỉ nói thế thôi, mấy thằng lớn lên trên đảo này trông vậy mà nhát lắm. Cụ đảm bảo là chúng nó mà thấy cháu sẽ xếp thành một hàng dài ấy chứ. Kim Chi nghe vậy liền bật cười. Cụ ơi, có Hải An ở đây không ai dám xếp hàng đâu à. Cụ dưỡng chỉ tay về phía Hải An. Cái thằng kia ấy hả, nó thì được cái tích sự gì? Cụ bảo nó rủ mấy đứa ở lại chơi thêm mấy hôm mà nó còn không dám. Khánh Linh và Kim Chi bật cười. Dạ, để lần khác bọn cháu tới ở lâu hơn cụ nhé. Hải An mang nước dừa tới chỗ cụ dưỡng và thầy Sơn. Cụ và thầy uống đi ạ. Nói xong cậu quay sang đám Mạnh Toàn, Khánh Linh. Cả các cậu nữa, mau tới đây uống đi. Tôi vừa chặt đó, ngọt lắm. Nhiếm biểu môi. Anh Hải An không cho em uống nước dừa là không có được rồi. Lần sau á, em không có tới nhà anh chơi nữa đâu. Khánh Linh mỉm cười. Cô đưa quả dừa trong tay mình vào tay Nhiếm. Cho em uống trước đó. Nhiếm cười tươi rói. Em xin chị. Thấy vậy, đám nhỏ còn lại nhao nhao lên. Vậy còn chúng em thì sao? Hải An bật cười. Anh còn chặt thêm dừa nữa mà. Mấy đứa đi theo anh. Ngồi đợi một lúc, anh lấy cả cùi dừa cho nữa.
Khánh Linh đi theo Hoài An và đám nhỏ. Cô cầm lấy con dao khác định chặt dừa. Để tớ giúp cậu nha. Hải An cầm lấy con dao từ trong tay của Khánh Linh. Tôi chặt dừa nhanh lắm. Khánh Linh mỉm cười. Vậy tớ giúp chia ống hút cho đám nhỏ. Hải An cười cười đưa tay lau mồ hôi trên trán. Cảm ơn cậu. Cuối cùng thì cũng tới lượt Khánh Linh uống nước dừa. Vị ngọt thanh của nước dừa khiến cho bao mệt mỏi trong cô dường như tan biến. Thấy vẻ mặt có phần thỏa mãn của Khánh Linh, Hải An tò mò. Ngọt không? Khánh Linh khẽ gật đầu. Ngọt lắm. Lần đầu tiên tớ uống nước dừa ngon tới như vậy. Nói xong, Khánh Linh giật mình nhận ra chính Hải An còn chưa được uống chút nước dừa nào. Nếu biết ngay từ đầu, cô đã chắc nước dừa trong quả dừa ra gốc rồi chia cho cậu. Nhưng giờ lỡ uống mất rồi. Mặt Khánh Linh có chút đỏ lên. Cô đưa quả dừa mình đang uống dở cho Hải An. Nãy giờ tớ không có để ý, hay là cậu cũng uống tạm một chút đi. Hải An nhìn Khánh Linh tủm tỉm cười. Cậu không có kỳ thị chuyện ăn chứ uống chung nữa hả? Khánh Linh cầm một chiếc ống hút khác rồi đưa cho Hải An. Thay ống hút là được mà. Hải An chỉ tay vào trong trái dừa. Nhưng mà có thể nước bọt của cậu đã giao lưu với nước dừa trong này rồi á. Khánh Linh xị mặt. Cậu chê đúng không? Hải An cười cười, cầm lấy quả dừa. Không chê, ý tôi là dùng chung ống hút luôn đi. Dù sao tôi ăn đồ của cậu cũng quen rồi. Nói xong, cậu quay ra hút nước dừa một cách ngon lành. Sau khi uống hết nước trong quả dừa, Hải An liền chặt quả dừa ra làm đôi. Khánh Linh hào hứng, lấy thìa để nạo cùi dừa. Thấy Khánh Linh ăn cùi dừa một cách ngon lành, Hải An trêu cô. Vừa rồi đảm bảo nước bọt của tôi cũng bám vào đó. Cậu như vậy là hôn gián tiếp tôi rồi đấy. Khánh Linh nghẹn lời. Trước kia chỉ có cậu ăn thừa của cô, nay cô cũng ăn thừa của cậu. Thế này có phải gọi là có qua có lại không nhỉ? Tối hôm đó, Khánh Linh, Kim Chi, bé Nhiếm và em gái của Hải An ngủ lại nhà cụ dưỡng. Đám con trai và thầy Sơn thì ngủ tại nhà Hải An. Chẳng mấy khi có cơ hội như vậy, nên Kim Chi tranh thủ khai thác thông tin từ Khánh Linh sau khi Nhiếm và em của Hải An đã ngủ say. Kết quả là hai người bọn họ thì thầm to nhỏ tới hơn 1 giờ sáng mới chịu đi ngủ. Tuy nhiên, Khánh Linh muốn ngắm mặt trời mọc trên biển nên vẫn cố gắng dậy từ rất sớm. Cô vô cùng ngạc nhiên khi vừa bước ra ngoài sân đã gặp Hải An. Hải An giải thích với cô rằng cậu có thói quen dậy từ rất sớm nên mới hơn 4 giờ sáng đã đi dạo một vòng quanh sân nhà để hít thở không khí trong lành. Hải An tò mò hỏi Khánh Linh, cậu không ngủ được hay sao mà lại dậy giờ này? Khánh Linh mỉm cười, tớ tò mò muốn xem bình minh trên biển nên đặt chuông báo thức. Hải An vui vẻ nói, vậy cậu đóng cửa nhà cô dưỡng lại đi, tôi dẫn cậu tới một nơi. Khánh Linh ngạc nhiên, nhưng chúng ta không khóa được cửa thì làm sao đi ra ngoài chứ? Hải An bật cười, cậu có thấy nhà nào khóa cổng không? Khánh Linh nhìn quanh một lượt, sao nhà ai cũng mở cửa vậy? Hải An nhẹ nhàng nắm tay Khánh Linh rồi dắt cô đi về phía biển. Tất cả đều ngủ mở cửa như vậy đó. Bản thân tôi còn hay nằm thò đầu ra ngoài hiên nhà cho mát nữa kìa. Nói xong, cậu chỉ vào một cậu nhóc tầm 90 tuổi đang ngủ say ở một nhà gần đó. Có thấy cái cậu nhỏ kia không? Tôi cũng hay như vậy đó. Khánh Linh cười khúc khích, không sợ vẹo cổ hay sao? Hải An cười cười, mọi người ở đây đều rất khỏe mạnh. Hơn nữa, chẳng ai có tính thấy mấy nên nhà nào cũng vậy đó. Khánh Linh mỉm cười. Khác xa thành phố, lúc này ở biển chỉ có tiếng sóng vỗ rì rào. Cát dưới chân Khánh Linh mềm và mát lạnh, khác hẳn với lúc giữa trưa khi cô mới tới. Có lẽ trải qua một đêm dài, ánh sáng mặt trời lại chưa chiếu rọi lên lớp cát mới lạnh như vậy. Hải An nhìn xuống bàn chân trắng nõn của Khánh Linh, khóe môi khẽ cong lên trong vô thức. Bỗng nhiên Hải An chỉ tay về phía trước, mặt trời sắp lên rồi đó. Khánh Linh nhìn theo hướng Hải An chỉ, một cảnh tượng mà cô chưa từng được thấy bao giờ đang dần dần hiện ra trước mắt. Ở phía chân trời, một quả cầu màu cam khổng lồ từ từ chui ra khỏi đại dương bao la. Khi mặt trời nhô lên cao, ánh sáng màu cam như bao trùm cả một vùng, khiến cho nước biển biến thành màu hồng cam lạ mắt, khác hẳn với màu xanh dương thường thấy. Xa xa,
từng đoàn thuyền đánh cá nối đuôi nhau trở về, giống như đang chạy đua cùng mặt trời vậy. Thấy cảnh này, Khánh Linh khẽ đọc mấy câu trong bài Đoàn thuyền đánh cá của nhà thơ Huy Cận. Câu hát giăng buồm với gió khơi, đoàn thuyền chạy đua cùng mặt trời. Mặt trời đội biển nhô màu mới, mắt cá huy hoàng muôn dặm phơi. Hải An mỉm cười, hai mắt ánh lên niềm hạnh phúc. Cậu nhìn sâu vào mắt Khánh Linh. Cậu thích nơi này không? Khánh Linh khẽ gật đầu, thích. Hết chương 17. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mời các bạn bấm đăng ký kênh Chuyện Làng Quê để có thể bấm biểu cảm, bình luận và được thông báo khi có video mới. Chúc các bạn khỏe vui và hạnh phúc. Xin thân ái chào tạm biệt.